Thưa quý vị và các bạn, theo báo Hồng Kông sau Channel Morning Post, SCMP, ngày 21 tháng 9, ông Chu Trấn Minh, Chu Trần Minh, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Tư vấn Khoa học Quân sự Viễn vọng Bắc Kinh, cho rằng tàu tấn công đổ bộ 2075 075 cần có trực thăng tấn công hạng nặng và quân đội Trung Quốc PLA đã nghiên cứu khả năng mua K-52K của Nga từ lâu. Hãng thông tấn Nga avia.pro cho biết PLA rất quan tâm đến K-52K và một phái đoàn Trung Quốc cũng đã đến thăm dây chuyền sản xuất ở Primorsky Krai, vùng viễn đông của Nga. SCMP cho rằng, Moscow và Bắc Kinh có khả năng sẽ ký hợp đồng bán ít nhất 36 chiếc K-52K cho Hải quân PLA. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV trước đó đã đưa tin một đội phóng viên của họ đã được mời đến tham quan nhà máy sản xuất. Trực thăng tấn công K-52K Black Shark, cá mập đen, được cục thiết kế Kamov thiết kế cho Hải quân Nga. Đó là phiên bản chân hạm của trực thăng tấn công K-52 Alligator, được trang bị hệ thống thiết bị điện tử hàng không hiện đại dẫn đường trên biển. Chu Trần Minh cho biết K-52K là loại trực thăng tấn công trên hạm đầu tiên của Hải quân Nga. Nó có cánh quạt có thể gập lại và trọng lượng cất cánh được gia tăng, có thể tiết kiệm không gian, đáp ứng được nhu cầu của loại tàu tấn công đổ bộ 2075 của PLA. Trong khi đó, trang tin Trung Quốc Chi Hu cho biết vụ Trung Quốc mua trực thăng tấn công K-52K đã chính thức được thực hiện. Ngày 17 tháng 9, một phóng viên của Phoenix TV dẫn tin của cổng thông tin Avia.pro của Nga cho biết, Trung Quốc đã chính thức ký hợp đồng với Nga để mua 36 trực thăng vũ trang hạng nặng K-52K trong thời gian diễn ra Emmy Game 2021 tại Nga. Vậy tin tức này đã tiết lộ những gì? Trước hết, việc mua K-52K đồng nghĩa với việc Thai 075 cuối cùng đã có máy bay đi kèm. Mặc dù là loại tàu tấn công đổ bộ có trọng tài lớn thứ hai trên thế giới, nhưng máy bay của tàu Thai 075 từ khi đóng, thử nghiệm trên biển, phục vụ đến huấn luyện hàng ngày, vẫn là loại trực thăng vận tải truyền thống, thiếu máy bay trực thăng vũ trang để chi viện hỏa lực trong quá trình đổ bộ. Tuy Trung Quốc đã có hai loại trực thăng vũ trang Z-10 và Z-19, nhưng một mặt phải ưu tiên hai trực thăng vũ trang này cho lục quân và không quân trước, cuối cùng mới đến lượt hải quân. Xem xét tình hình chung và năng lực sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Sơn Hà, Tram Phê, có thể mất vài năm nữa hải quân mới có được những chiếc Z-10 hoặc Z-19 của riêng mình. Và hải quân thực sự không thể chờ đợi. Thứ hai, trọng tải của các mẫu Z-10 và Z-19 quá nhỏ. Thành thật mà nói, nó không phù hợp để sử dụng cho tàu đổ bộ. Việc mua trực thăng vũ trang K-52K vừa bù lấp chỗ thiếu cuối cùng về máy bay trên tàu Thai 075, vừa có tác dụng đẩy nhanh việc hình thành sức chiến đấu của Thai 075. Thứ ba, giá Trung Quốc mua K-52K lần này rất rẻ, đơn giá chỉ 20 triệu USD trên một chiếc chỉ đắt hơn kiểu dành cho quân đội Nga sử dụng riêng 2 triệu USD. Để biết mức giá mà Nga bán cho Trung Quốc rẻ như thế nào, chúng ta có thể so sánh. Năm ngoái, Philippines đã đề xuất mua 6 chiếc trực thăng vũ trang AH-64E Apache của Mỹ, với đơn giá 250 triệu USD cho một chiếc. Ấn Độ vào năm 2015 đã mua 22 trực thăng vũ trang AH-64E Apache của Mỹ, với đơn giá là 150 triệu USD. 13 năm trước, vào năm 2008, chính quyền Đài Loan đã mua 30 chiếc AH-64E Apache của Mỹ với đơn giá là 70 triệu USD. Theo Chi Khu, có thể thấy đơn giá mua k 52 k của Trung Quốc lần này chỉ bằng 1 trên 12,5, 1 trên 7,5 và 1 trên 3,5 đơn giá mua Apache của ba công ty trên. Mức giá này quá rẻ, dù đắt hơn phiên bản k 52 của Nga sử dụng là 2 triệu USD. Mức giá này quá rẻ, nhưng xét ra Mức giá này bao gồm cả các phụ kiện liên quan và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Cộng với hiện nay đồng USD đang mất giá, có thể nói mức giá 20 triệu USD là được mua theo giá bán nội bộ của quân đội Nga. Điều này phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, giao dịch này có thể được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ RMB. Nga hiện là một trong những quốc gia quyết tâm phi đô la hóa nhất trên thế giới. Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Hiện đã có 10 quốc gia trong đó có Nga, ủng hộ việc sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán. Do đó, việc sử dụng nhân dân tệ thanh toán quy mô lớn như vậy là một trong những lý do rất quan trọng khiến Trung Quốc quyết định mua K-52K. Thứ nữa, bản thân tính năng của K-52K rất tốt và nó hiện là loại trực thăng hạng nặng phù hợp nhất cho tàu thai 075. Trong lĩnh vực trực thăng vũ trang hạng nặng, Nga mạnh mẽ hơn hẳn Mỹ. Lấy ví dụ như K-52K mà Trung Quốc mua lần này. Đây là chiếc trực thăng vũ trang đầu tiên trên thế giới được trang bị radar điều khiển hỏa lực cấp chiến đấu. Nó được trang bị radar mảng pha quyết điện tử chủ động thoạt thờ V006 do Cục Thiết kế Zaslon phát triển. Radar này đã được trưng bày công khai tại triển lãm hàng không vũ trụ Moscow năm ngoái. Công nghệ này có nguồn gốc từ radar mảng pha chủ động Raker AE, được sử dụng cho tiêm kích MiG-35. K-52K có một lợi thế rất lớn mà các loại trực thăng vũ trang khác không có được. Ngoài thiết bị đối phó với tên lửa phòng không dẫn đường bằng tia hồng ngoại, K-52K còn được trang bị thiết bị đối phó hệ thống tên lửa phòng không dẫn đường bằng đa mà các trực thăng vũ trang khác không có. Nhờ đó, nó có khả năng sống còn tổng hợp mạnh mẽ hơn, phù hợp hơn với môi trường chiến trường phức tạp, như hoạt động đổ bộ. Một số cư dân mạng còn có thể hỏi, tại sao lại chọn K-52K thay vì Mi-28? Lý do thực ra rất đơn giản. Không giống như lục quân và không quân, Hải quân Trung Quốc chưa có kinh nghiệm sử dụng và bảo dưỡng trực thăng dòng Mi. Thay vào đó, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm sử dụng và bảo dưỡng trực thăng dòng Kamov. Do đó, việc sử dụng trực thăng K-52K không có vấn đề gì, và hiệu quả chiến đấu có thể được hình thành trong thời gian ngắn nhất. Tất nhiên, Mi-28 dường như không có phiên bản chân hạm chuyên dụng để lựa chọn. Số lượng 36 chiếc K-52K hoàn toàn trung khớp với số lượng 3 tàu đổ bộ thay 075 đầu tiên đã đóng xong. Theo thông tin từ báo chí Nga, tất cả 36 chiếc sẽ được chuyển giao trong vòng 2 năm. Hiện tại, chiếc thay 075 đầu tiên đã đi vào hoạt động được gần nửa năm. Chiếc thứ hai sắp đưa vào biên chế chiếc thứ ba sắp được thử nghiệm trên biển. Ba chiếc đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động trong 2 năm, thời gian trùng với thời gian bàn giao 36 chiếc K-52K. Chưa kể tới việc Trung Quốc có thể chọn mua trực thăng K-52K cùng tên lửa Ideli 305 hay còn gọi là sản phẩm 305. Đây là thứ vũ khí sẽ mang lại sức mạnh mới cho chiếc trực thăng. Cuối năm ngoái, Nga đã tiến hành những cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với trực thăng chiến đấu K-52M nâng cấp, đi kèm tên lửa hành trình siêu mới sản phẩm 305 sản phẩm 305 không yêu cầu phải duy trì dẫn đường vào mục tiêu trước và sau khi phóng. Thay vào đó, ngay sau khi khai hỏa, tên lửa sẽ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp có độ chính xác cao. Trong giai đoạn cuối, đầu tự dẫn tên lửa sẽ được kích hoạt. Tính năng này khiến phi công rảnh tay hơn rất nhiều vì không bàn liên tục dẫn bắn cho đạn. Ngoài ra, tên lửa đa năng hạng nhẹ mới nhất này còn có tầm bay xa. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, vào khoảng 14,5 km, thậm chí có nguồn tin cho biết con số này còn lên tới 25 km. Động cơ nhiên liệu rắn cung cấp tốc độ lên đến 250 m trên một giây. Độ cao hoạt động từ 100 đến 600 m. Đầu đạn của tên lửa có khối lượng 25 kg, đủ sức tiêu diệt bất kỳ loại xe bọc thép nào của kẻ thù. Ideli 305 cũng có phiên bản xuất khẩu, do đó nhiều khả năng điều kiện tiên quyết của Trung Quốc chính là Nga bán kèm vũ khí trên cùng với trực thăng K-52K Katran. Mục đích của Trung Quốc khi mua cặp đôi trên, ngoài để thực chiến, thì chắc chắn không loại trừ viễn cảnh phục vụ nghiên cứu so chép tại chỗ đúng như truyền thống của họ viễn cảnh trên nếu xảy ra rõ ràng sẽ khiến hàng không lục quân trung quốc trở nên đáng sợ hơn rất nhiều so với hiện nay một số thông số kỹ thuật của k 52 đội bay hai người người lái và người điều khiển vũ khí chiều dài 16 m chiều dài thân máy bay 14,2 m sải cánh quạt 2 x 7,3 m chiều cao 5 m trọng lượng cất cánh tối đa 12.200 kg trọng lượng nhiên liệu 1487 kg. Có thể thêm 1732 kg chứa trong 4 khoang nhiên liệu phụ 500 lít. Động cơ, hai động cơ túc bình trục tb 117 phiên bản VK2500 do công ty Kalimov sản xuất. Tốc độ tối đa 300 km/h. Tốc độ bay khí tiết kiệm xăng 260 km/h. Tầm tác chiến 460 km. Tầm hoạt động 1160 km. Trần bay động 5500 m sân bay tĩnh 4.000 m vũ khí một pháo liên thanh tự động 30 ly Sipunov 2A42 cơ số đạn 240 viên 6 điểm cho vũ khí với tài trọng tổng cộng 2.000 kg 4 x 6 tên lửa không đối đất chống tăng Vicky 1 hay Sturm BU định vị bằng laser 2 x 2 tên lửa định vị không đối không Igla V 4 x 20 tên lửa không định vị S8 80mm hoặc 4 x 5 tên lửa không định vị S13 130 mm. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.